tìm nhân con ráng đưa chân cho kịp tỏ son mẹ chờ. Mẹ chờ con, mẹ còn khờ, con khờ nên mẹ kịp giờ rước lên. Rước lên đặng có đề tên, đề tên con hiền ráng bước lên thiền có lễ đưa liền qua sông. Sang sông có mẹ ấm bằng con lại mạng rồng cho vui. Cho vui quên cảnh ngậm ngùi mẹ rụt rồi vì con mẹ mới chịu loạn đặng có tiền con trở về có mẹ giữa kề trước trẻ về quê hương mình. Quê trên cánh điện đình gặp mẹ con mình bớ con phải ráng lo tròn con mẹ lầu xóm tương phùng là cánh tung dung thanh nhàn trên cảnh thiên đàng thông thả hơn càng hạ quên là buổi đau hờn con trẻ là cơn mẹ buồn cái cảnh luôn truồng quên mẹ vợ buồn nhớ con mẹ ráng lo tròn cho trẻ nào son giữ kỳ mẹ gọi rằng thấy bằng hai chữ từ bi để lòng con phải ráng làm xong rồi mẹ rước công đồng thưởng ban con ngọc báo điểm vàng rồng hoàng máu xanh sáng chờ con trở lại lầu son trường xanh tổ cúc cho con thỏa lòng. Thương con mẹ muốn nghe ấm bồng ngặt gì con trẻ tấm lòng còn mê. Quý Phật tử đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay, ngày 2 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, kính thưa quý vị, ngày hôm qua 1 tháng 10 năm Nhâm Dần, thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên, điện Tam Tòa Thánh Mẫu, chúng tôi có nhận được sự phát tâm của quý Phật tử như sau: Trần Quyền Trang ở Mỹ Quốc, Ni Sư Thích Nữ Hậu Liên và Phật tử chùa Phổ Hòa, Phật tử Nguyễn Thị Hiếu, Cô Phượng Chợ Gạo Tiền Giang, Quốc Đại con của Trịnh Tiền Nguyễn Thọ, Nguyễn Rung và em gái, một Phật tử giấu tên chuyển phản.
Và sau đây là danh sách của phái đoàn cô Diệu Trầm, cô Diệu Tầm, Phật tử Diệu Tầm ở Nhân Ninh, Tân Thạnh, Long An. Xin tri ân Phật tử Diệu Tầm, Diệu Khuyên, Nguyễn Thị Hai, Phan Thị Tiến, Trần Thị Mi, Bùi Minh Dương, Phan Thị Hơn, Lê Minh Toàn, Nguyễn Thị Vân, Quỳnh Tấn Minh, Đặng Thị Như, Lê Thị Nương, Quỳnh Thị Bắc, Tô Hoàng Âm, Hồ Minh Tuyền, Vũ Thị Dung, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Vân, Võ Thị Thi, Võ Văn Thành, Nguyễn Ngọc Hạnh, Võ Minh Mẫn, Cô Bảy Gớp, Hồ Thị Úc, Lê Văn Gạt, Phan Thị Đỏ, Phạm Văn Thiêm. Xin được tri ân toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân, quý Phật tử đã hùng phước để sửa sang lại ngôi điện Tam Tòa Thánh Mẫu cung trương của mẹ bị chập điện trái ngày 25 tháng 9 năm Nhâm Dần. Nhân dịp này cũng để sửa sang cho trang nghiêm, thay đổi nơi thờ phượng cho được trang hoàng, được sự phát tâm của quý Phật tử, quý Mạnh Thường Quân, quý vị ân nhân Huệ Nhãn xin được một lần nữa tri ân quý vị. Thương con mà mẹ ổ ê, nhớ con mà mẹ thảm thê lụy tràn, cho nên mẹ mở hoa tràn Nhâm Dần, mẹ mở kim hoàn cây nương, rước con cho đến khoa trường, mẹ xin con nhớ ngán đi đường về quê. Mẹ trông con dài mau về, tiếc hồng mẹ sắp giữa kề chờ trông, chờ con để bước môn rồng khai môn, mẹ ấm mẹ bồng con lớn. Con nào thương mẹ kề bên đặng mà hoàng máu rước lên giải bài, thương con mẹ nhân cùng ai, cho nên mẹ nhân cùng nay lệ nàng, vui lòng nàng mai đáo tràn, buồn tâm nàng nguyện mẫu hoàng đơn đau. Giờ này mẹ biết nghĩ sao, nhìn con lì mẹ giàu giàu khó phân, thấy con còn ở dưới trần, đứa thơ đứa dại đứa gần sông mê, mong con ráng quay về mẹ đem thiện lễ đầu kề chờ con. Nhìn con mắt mẹ mỏi mòn, chờ con mà mẹ lòng xót tan tành, đào tiên hoàng máu săn dành, chờ con mang nguyện mang sanh ban liền. Mẹ than không có bạc tiền, mẹ còn hai chữ Diệu Quyền mà thôi. Trong con mà mẹ bội hồi, sợ con quên mẹ ngồi thiền nương. Đôi
chờ con cho đến nguyệt mà sợ con chậm bước trễ giờ khai thi. Nữ nam con sẽ ra đi, mẹ chờ có một hồi đi là rồi, cho nên mẹ mới bồi hồi kỳ ba. Lo cho con trẻ lạnh lùng khắp nơi, đời coi đạo lý như chơi, chừng nào con tỉnh khắp nơi ai nàng. Cho nên mẹ đổ lý tràn, khuyên con phải ráng tâm đàn thiền môn. Mẹ mở năm dần, con nào thương mẹ lặng lặng đề sang, đề sang để bước lên thọn ráng học đạo tràng mẫu nghi, học rằng đặng có ra đi, đi dịu người tiếng từ bi để lòng đặng về kịp hỏi công đồng. Cho nên mẹ mới cậy hồng con thơ điện vàng, lòng mẹ mãi mơ mơ con mãn nguyện kịp giờ dần say. Dần say mẹ đổi quên ngày, nhân hiền mẹ tiến hiệp dày thượng quân. Nghe rồi con ráng đưa chân, con đừng để mẹ kiếm đến trong tràn. Sợ con nhỏ dại bơ thờ, mê trần quên mẹ đợi chờ cung ly. Cho nên mẹ ráng ra đi, xuống đời quên hạ rước ta đi con về. Về máu nam nữ ráng về, con về cho kịp lắm quê mẹ mừng. Mừng con nhỏ lì không ngừng, mừng con nam nữ từng bình long qua. Nhớ con lễ đổ chuông tò, thương con để mẹ chan hòa hỡi con. Bền lòng học đạo lầu son, gắn tâm con sửa lòng con cho thành. Ráng về giữ hội mạng lành, mẹ không đành phụ con đành phụ sao. Thương con xương gió dạt vào, cho nên mẹ mở bạn đào khai thi. Hỏi nam nữ ráng đi, mẹ ban quỷ
trong cảnh dập bầm. Thương con mẹ mới sưu tầm tìm con. Đời này mẹ thấy heo mòn, dòng tòn hai lẻ hai còn mới hay. Bền tâm được giữ hoa này, quyết lòng thì đặng đài mấy vấn đề. Thượng quên mới biết ai về, hạ quên ai mến ai hề thay phơi. Thấy đời mai để đua bơi, cho nên phải chịu lìa nơi gia đàn. Lìa giá lụy nhỏ tuôn tràn, tan điền thương hại con mạng làm chi. Thấy đời đó lệ lắm ly, nhìn đời mẹ luôn sầu bi cho đời. Xuống trần mượn sáng cạn lại, nhủ nguyên thế sự biết thời đường ngay. Quỷ nhẫn xin được chào mừng toàn thể quý nam nữ Phật tử, quý mạnh thường quân, quý ân nhân đến với live stream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Nguyên, núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 năm Nhâm Dần, kính thưa quý liệt vị, qua mấy ngày kêu gọi để sửa sang lại điện Tam Tòa Thánh Mẫu, vì cặp điện Tam Tòa Thánh Mẫu bốc cháy vào ngày 25 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần. Nhân dịp này để trùng tu sửa sang ngôi bổn điện cho được trang nghiêm, và tình thương mến thành kính của quý Phật tử dành cho đạo tràng chùa Minh Viên, điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Công đức vô cùng to lớn của quý nhân dân Phật tử đạo tràng chùa Minh Viên, điện Tam Tòa Thánh Mẫu sẽ khắc ghi phương danh tịnh tài của quý vị lên bản vàng công đức trang hoàng nơi điện Tam Tòa Thánh Mẫu để lưu niệm. Qua live stream này, quỷ nhẫn xin được thay mặt đạo tràng chùa Minh Viên, điện Tam Tòa Thánh Mẫu đọc tên phương danh của quý vị đã đóng góp để sửa sang cái điện Tam Tòa Thánh Mẫu ngày được trang nghiêm. A Di Đà Phật. Thay mặt đạo tràng và điện Tam Tòa Thánh Mẫu, chúng tôi xin được thành kính và tri ân đặc biệt đến Ni sư Thích Tử Thông Thánh và đạo tràng Phật tử chùa Minh Đức Khánh Hòa, Phật tử Tâm Phúc chùa Minh Đức. Tri ân đặc biệt đến Ni sư Thích Tử Hậu Liên và Phật tử chùa Phổ Hòa Đồng Nai, Phật tử Nguyễn Thị Hiếu ở chùa Phổ Hòa Đồng Nai. Xin được tri ân Phật tử Võ Văn Long, Phật tử Ngọc Liễu. Xin được tri ân Thầy Hai An Nhất Pháp Danh Minh Nhân, Phật tử Ngọc Minh Nghĩa, cô Kim Ngân, cô Phượng Bà Rịa, cô Yến Bà Rịa, Phật tử Nguyễn Thọ Trịnh Tiền, Phật tử Hoài Thanh, Phật tử Ngọc Bích Thắng Lê Phan Thiết, Phật tử Phan Thị Thiết Nhung, Phật tử Phùng Lê Khánh Vi, bà Trần Thị Mỹ Vân, thành phố Hồ Chí Minh, cô Hồng Phượng, gia đình Phật tử Thiện Ân, Diệu Trầm, Gò Công, Bình Sinh, Tiền Giang, gia đình Phật tử Minh Hậu, Huệ Châu, con cậu Năm, gia đình Phật tử Tài, con cậu Năm, gia đình Phật tử Phước, con cậu Năm, Phật tử Huệ Thông, Phật tử Diệu Nghĩa, Phật tử Thiện Duyên Diệu Thắng, Phật tử Diệu Lô, cô Phụng, Phật tử Diệu Linh,
Phật tử Diệu Tâm, mẹ của Tiger, gia đình cô Hiền, Phật tử Diệu Thuần, chú Bảy, Ánh Ngọc và mẹ, gia đình chú Ba Đôi, gia đình Phật tử cô Diệu Tụ, Phật tử Diệu Như, Phật tử Diệu Tánh, gia đình cô Thủy, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Liễn, Bùi Văn Giúp, gia đình bà Mười Pháp Văn Nguyễn Tưởng, Thiện Pháp, Lê Thị Anh Mỹ, Lê Thị Kiều My, Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Ra, cháu nhất, gia đình Phật tử Thiện Minh, tức anh bà con cậu Năm, gia đình chú Chính, em của Phật tử Thiện Ân, gia đình Phật tử Thiện Pháp Diệu Cấm, em Phật tử Diệu Trầm, Nguyễn Hoa Nam, Nguyễn Thanh Lộc, con của Thiện Yên, Trần Văn Vắng. Và sau đây là danh sách của cô Liên Chợ Gạo Tiền Giang, Nguyễn Thị Kiểu, Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Chính, Đặng Văn Phước, Thái Văn Hồng, Quỳnh Thị Đâm, Nguyễn Thị Bích Liên, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Võ Văn Dương, Hồ Thị Hồng Vân, Võ Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Thị Trinh, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Thị Kính, Nguyễn Thị Huyền, Đào Kim Hồng, Đinh Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Thùy, Nguyễn Thị Phương Linh, Tống Thị Bảnh, Cao Thị Mộng Châu. Xin được thành kính và tri ân đặc biệt đến Phật tử Trần Quyền Trang ở Mỹ Quốc. Xin được tri ân cô Phượng Chợ Gạo Quốc Đại, con của Trịnh Tiền Nguyễn Thọ, Nguyễn Rung và em gái. Phật tử giấu tên. Và sau đây là danh sách của cô Diệu Tầm ở Nhân Ninh, Tân Thạnh, Long An. Xin được tri ân cô Diệu Tầm, Diệu Viên, Nguyễn Thị Hai, Phan Thị Tiến, Trần Thị My, Bùi Minh Dương, Phan Thị Hơn, Lê Minh Toàn, Nguyễn Thị Vân, Huỳnh Tấn Minh, Đặng Thị Nhân, Lê Thị Nương, Quỳnh Thị Bách, Tô Hoàng Anh, Hồ Minh Tuyền, Vũ Thị Dung, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Vân, Võ Thị Thi, Võ Văn Thành, Nguyễn Ngọc Thành, Võ Minh Mận, cô Bảy Góp, Hồ Thị Úc, Lê Văn Gạt, Phạm Thị Đỏ, Phạm Văn Thiêm. Xin cảm ơn Phật tử Diệu Thuần dẫn động để kỳ siêu cương linh Trần Thị Đính 76 tuổi mất ngày 17 tháng 6 âm lịch. Xin được tri ân gia đình Lê Thị Phương, Trần Thị Bạch Loan, Nguyễn Quốc Tuấn. Dạ, xin được tri ân Phật tử Nít Facebook Kim Thủy. Và xin được thành kính tri ân toàn thể quý thiện nam, tín nữ, Phật tử gần xa đã góp phần để sửa sang điện Tam Tòa Thánh Mẫu cho được trang nghiêm. Thưa quý vị, trong những lúc này, tình người, lòng Phật tử, tấm lòng cao thượng của quý Phật tử xích gần lại để điểm tô cho ngôi đạo tràng ngày càng hưng thịnh. Còn rất nhiều Phật tử đã ẩn danh để giúp cho đạo tràng. Huệ Nhẫn tôi xin được tri ân cũng như phái đoàn Phật tử Cần Đước Long An và rất nhiều quý Phật tử đã ẩn danh để cùng với Huệ Nhẫn góp phần cho ngôi đạo tràng điện Tam Tòa Thánh Mẫu ngày càng trang nghiêm, có nơi chiêm bái và tu học của chúng ta. Xin được tri ân rất nhiều đến quý vị. Cầu nguyện mười phương tam bảo, khí thiên sông núi và các cung các cõi
gia hộ cho quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn luôn được an vui, mạnh khỏe, sở cầu sở nguyện luôn luôn được thành tựu. A Di Đà Phật. Nhắc rồi lý mẹ tuôn dài nuốt sầu ngậm tội thiên thai ra về. Về rồi mẹ tôi mang quê, tôi là chưa biết ngày về con thơ. Bởi vì con mến trần nhớ mẹ truyền đạo lý, con mơ ma tà nên con mới phụ mẹ già, cho nên con nhớ rồi lý mẹ như mưa thương con hai bụi muối giữa chiến trận, cho nên mẹ mới suốt trần thấy con lạnh đạnh giữa gần sóng mê, cho nên mẹ mẹ trong con ráng đưa chân cùng nhau, em chỉ là cớ tao phụng. Con hiền phải ráng thương chung, tương rau dưa muối chung mà cùng sửa sang. Tương con mẹ mở chim thòn, nhớ con muốn cho mẫu tử tương phùng, mẹ khuyên con nhớ diêu cung thăm niềm nhàn, cho nên mẹ mới dặm ngàn nhâm dần xuống tế mở màn đạo tiên, mở ra mẹ nhủ nhân hiền đặng mà sửa soạn qua duyên trở về. Xin con đừng mến trần mê mê, trần con khó trở về quê xưa. Cuộc đời mai nắng chiều mưa, con còn mến mãi con chưa ra về. Con ơi con hỡi ráng về, cùng nhau em chỉ để quê vào thi. Quê mình trên chốn cung ly, ra vào thông thả khắc ghi tiền bồng. Hào quang chiếu rọi mây hồng, tiếu thiều nhạc trội tóc mây đồng xê xanh. Sen vàng chớ mi nở đôi hàng, trường xanh tổ quốc mây mẫu hoàng tiệc khai. Ban cho nam nữ gái trai, giả con ở lại thiên thai mẹ về. Rèm châu nhớ trẻ lùi thăm bao, trước ngọc thương con ngõ lệ sầu. Cung ngà thơ thần vào ra đời, một bào mơ hồ tựa bóng đâu. Cửa thân nằm bóng tan nát ruột, sân thầu mỏng bóng vẫn còn lâu. Hoa văn màu sắc bài khai diệt, thượng quân hoàng lập tập dân hầu.
Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu tác đại chứng minh. Một lần nữa huệ nhận niệm tam tòa thánh mẫu chùa Minh Viên, xin được thành kính Phật tri ân toàn thể quý thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa, quý ân nhân, quý mạnh thường quân đã trợ duyên giúp chúng tôi sửa sang trang hoàng điện tam tòa thánh mẫu chùa Minh Viên. Xin được cảm niệm và tri ân công đức toàn thể quý liệt vị. Chúc quý vị thật nhiều phước báo và luôn luôn an lạc trong cuộc sống. Trân trọng kính chào và chúc quý vị an lành. A Di Đà Phật.